Nếu như bạn có tổng ngân sách 600 triệu, bạn hoàn toàn có thể quyền lựa chọn mua một cái mẫu xe mới tinh, yên tâm luôn. Nhưng nếu như bạn muốn chiếc xe khoảng 600 triệu có chức năng massage, điều hòa 3 vùng độc lập, rất nhiều hệ thống điều khiển điện, không gian rộng rãi. Vâng, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu xe như vậy. Lexus LS430, tuổi đời 13 năm rồi. Nhưng trước khi đến với những thông tin chi tiết, anh em hãy dành một chút thời gian thôi, subscribe, rung chuông, ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mời các bạn ngắm dung nhan của một chiếc xe Lexus LS430 có tuổi đời 13 năm. Đối với một chiếc xe cũ, khi chúng ta mua thì chúng ta sẽ quan tâm đến những cái hệ thống khung, hệ thống thân vỏ, rồi là nội thất còn đẹp không, rồi động cơ, thì tất cả những cái thứ đó chúng tôi đã có những cái video giới thiệu rất chi tiết rồi, các bạn có thể xem lại. Quan trọng nhất là chiếc xe, cái phần khung gầm vân vân chưa va chạm mạnh đâm đụng. Còn riêng những cái đồng sơn thì với những cái xe ở Việt Nam thì cái chuyện sơn lại quay rồi loanh quanh xe ba đờ sốc trước sau thì rất nhiều. Thì để kiểm tra cái đấy thì các bạn hãy lưu ý rằng tất cả những phần keo chỉ, tất cả những phần bản lề bên hông, rồi hãy xem động cơ như thế nào đó, xem thật kỹ nhé trước khi quyết định. Còn đây là một mẫu xe đây, 600 triệu, các bạn sẽ thấy nó có những gì. Thứ nhất là nó được sinh ra vào năm 2006. Và đèn, độ đèn pha cốt đây ạ. Đèn pha thì là vẫn bóng halogen đó. Còn đèn cốt thì khả năng chiếc xe này đã được lên đèn LED rồi. Nó có củ bi sẵn mà, mình hoàn toàn có thể độ thêm hoặc là thay đổi cho nó tốt hơn, phù hợp theo xu thế, không có gì cả. Nói chung là form xe còn đẹp. Còn những cái nước sơn ở ba đợt sốc này thì tôi tin là những cái nước sơn này đều đã sơn lại rồi. Bây giờ tôi sẽ mở cái nắp capo lên. Mở nắp capo lên ạ, cho các bạn xem động cơ nhé. Hiện tại động cơ đang nổ. Thì với những chiếc xe Lexus thì từ trước đến nay họ vẫn theo một cái triết lý là nó phải êm. Và nó cũng êm thật. Nó êm quá. Đây động cơ. Tôi có thể ghi sát vào để các bạn nghe cái tiếng âm thanh của động cơ. Tất nhiên một chiếc xe 13 năm rồi thì chúng ta sẽ không thể yêu cầu nó hay rồi nó gì đó như những chiếc xe mới tại thời điểm này. Nếu như 13 năm trước chiếc xe này nó khoảng 4 tỷ à? Nó khoảng đâu đấy, khoảng đó, tôi nhớ không nhầm. Thì bây giờ nó chỉ còn, nó còn 600 triệu. Cái giá đấy có hời không ạ? Còn quyết định hay không là tùy thuộc vào bạn nhé, máy rất êm. Tất nhiên khi mà bạn xem, bạn mua, bạn vân vân các kiểu thì bạn sẽ nên phải kiểm tra thật kỹ tất cả những cái đường keo chỉ, tất cả những cái đường ốc, lật các cái nắp máy này lên để kiểm tra về cái lắp lốc động cơ đấy, dàn cò gì đấy, tất cả những thứ đấy bạn hoàn toàn có thể kiểm tra và phải kiểm tra thật kỹ. Còn trước khi đến cái kiểm tra kỹ, bao giờ chúng ta cũng phải nghe, các bạn sẽ thấy những chiếc xe sang này, những cái tấm cách nhiệt này, cách âm này làm rất kỹ nhé. Và cái việc kiểm tra xe đi nhiều hay ít hoặc là đã thay thế rồi thì các bạn hoàn toàn có thể xem vào những cái vị trí như hộc bánh xe đấy, những cái tấm nỉ phía bên trong này đó. Thậm chí hãy mở những cái cánh cửa này ra để xem nó có kê tiếng kêu gì không, nó có bị dơ, nó có vấn đề gì không. Và đặc biệt hãy kiểm tra những cái bản lề bên này đấy, những bản lề này nó sẽ thể hiện chiếc xe này được tháo cánh cửa chưa hay như thế nào đó. Hãy kiểm tra thật kỹ những cái đường keo chỉ đó. Và một chiếc xe sang các bạn hãy nhớ nhé, đây tại sao Lexus nó êm ạ. Từ năm 2006 các bạn đã thấy rồi, bây giờ mới nổi lên cái phong trào là kính hai lớp, nhưng mà 2006 Lexus đã là kính hai lớp rồi đây. Cảm biến, camera lùi, thời này thì cũng chưa có camera 360 thì phải. Thực ra thời xưa thì khi Lexus chưa có cái ngôn ngữ thiết kế hình con suốt Alphinex thì chúng ta hay nói là một chiếc xe Toyota được đắp thêm đồ lồ, thêm phụ kiện, thêm các công nghệ vào thì nó là một chiếc Lexus. Nhưng ngày nay thì Lexus cũng đã đẹp hơn rất nhiều, trong showroom cũng có rất nhiều cái mẫu Lexus có thiết kế mới đó. Đây, để tôi mở cho cốp nhá.
Anh em ơi, trước khi mở thì anh em hãy xem cái cốp này, chúng ta cũng hoàn toàn có thể xem cái cốp. Cái cốp khá nặng. Thường thì những cái mẫu xe ngày nay thì sẽ làm giảm trọng lượng bằng thay cái nắp capo và những cái nắp cốp bằng cách là làm bằng các vật liệu nhẹ như nhôm. Đó, cốp còn các vật liệu nỉ các bạn có thể xem này. Sau khi các bạn kiểm tra thật kỹ cái phần khung gầm thân vỏ thì chúng ta hãy xem nội thất xem nó còn mới hay không nhá. 13 năm. Wow, đây ạ. Rồi, trước khi đến phần nội thất thì anh em hãy rung chuông và subscribe giúp mình nhé. Đấy, để chúng ta xem một chiếc xe cách đây đã 13 năm rồi và một chiếc xe sang thì nó có những gì. Trước hết là phần da ghế. Đó, ghế rất rộng. Lợi thế của những chiếc xe to kích thước lớn là cái việc bố trí các cái không gian và các cái vị trí ngồi rất rộng. Thì các bạn sẽ thấy cái phần tựa lưng này này, phần đáy này này thì còn khá mới. Tuy nhiên cũng phải chia sẻ thật với các bạn là hai cái phần vai hai bên này thì để đều đã được thay để cho nó mới hơn. Đó, nhưng mà cũng là da đẹp đấy, cũng là da đẹp. Thường thì với một chiếc xe sử dụng nhiều hay ít, chúng ta hãy nhìn vào các vị trí, đặc biệt là vị trí ghế lái, rồi là vô lăng, rồi là cần số. Đó, các vị trí nào mà mình phải dùng nhiều nhất, phải sờ nhiều nhất, phải chạm nhiều nhất, phải điều khiển nhiều nhất thì chúng ta hãy nhìn vào cái vị trí đó để có thể đoán và cảm nhận nhé. Đoán để cảm nhận. Một chiếc xe sang các bạn sẽ thấy này, rất nhiều tính năng này. Ghế đây, nếu mà ta đếm hướng thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 phải mười mấy cái hướng điều khiển ghế. Mười mấy cái điều khiển đó cộng với cả túi khí này. Đó. Bây giờ nhiều chiếc xe mà loanh quanh thì có hai túi khí gọi là ở mức gọi là thấp nhất. Nhưng những chiếc xe sang từ ngày xưa rồi nó đã rất nhiều túi khí như thế này rồi. Và hệ thống nút điều khiển ở trên vô lăng này, ở xung quanh này, rất nhiều luôn. Đó. Thường thì những chiếc xe sang từ trước đến nay ấy thì luôn luôn sử dụng rất nhiều cái chất liệu da và gỗ đẹp. Thì đây là phần gỗ của LS430 13 năm tuổi. Đấy. Ba vị trí nhớ ghế có các điều khiển, tất cả các cái điều khiển cửa kính đều là một chạm hết. Đấy. Và cửa kính này đều là cửa kính cách âm, cách nhiệt hai lớp. 13 năm rồi, bây giờ chúng ta mới hay nói đến nào là Santa Fe có cái này cái kia vân 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 vân. Các bạn sẽ thấy chủ đạo của tất cả những chiếc xe sang vẫn là da gỗ và rất nhiều chức năng. Có lẽ lâu lắm rồi. Anh em ạ, tôi sẽ chỉ cho một thứ rất hay, nhưng mà trước khi chỉ cái này thì anh em hãy like và subscribe giúp mình nhá. Hãy like thật nhiều và subscribe giúp nhiều giúp mình. Rung chuông nữa. Một chiếc băng cassette. Thời của tôi cái này là đỉnh cao rồi nhá. Mỗi nhà mà có cái đầu cassette này thì thôi rồi luôn. Và nó sẽ được đưa vào vị trí này. Đấy, một chiếc xe đầy kỷ niệm. Đó. Thời xưa, cách đây khoảng hơn 10 năm thì các bạn sẽ thấy rằng những cái kiểu như là CD 6 đĩa nó là đỉnh cao luôn. Bây giờ chúng ta hay nói về những cái công nghệ màn hình rồi digital rồi các chức năng vân vân. Nhưng mà ngày xưa cái kiểu như thế này nhá thì là 6 đĩa nó gọi là chai, chỉ có trang bị trên những chiếc xe sang thôi. Đấy, có đầu màn hình nhá. Màn hình này chắc cũng loanh quanh khoảng 7 inch. Đấy. Độ phân giải thì tương tự như những chiếc máy tính MS-DOS, bởi vì cái thời đó công nghệ nó cũng chỉ thế thôi. Nhưng mà chúng ta cũng có cảm ứng. Đây ạ. Đó. Có cảm ứng hết nhá. Điều khiển vân vân ở đây có hết này. Rồi. Điều hòa này. Đấy, điều hòa. Các bạn sẽ thấy này, cái điều hòa này cũng rất hay. Đấy, Lexus thì người ta luôn tạo ra sự khác biệt. Đấy, cái cửa gió nó đang tản gió sang hai bên đấy ạ. Đấy, mình có thể tắt ở đây. Bật lên. Anh em thấy hay thì hãy subscribe kênh nhiều giúp mình nhá. Đấy. Rồi, chức năng, những cái chức năng kiểu như là chế độ hoạt động, ví dụ như Power hay Eco hay gì đó thì trong mấy năm gần đây thì nổi cũng hay nói đến nhiều. Thì xin thưa với các bạn rằng từ năm 2006 ta cũng có trên cái này rồi ạ. Đấy, bật tắt ở đây. À, trên màn hình nó sẽ hiển thị ở đây. Đây ạ. Công nghệ thay đổi thì tất cả những chiếc xe cũng phải thay đổi theo. Và tất cả những cái cơ nó là cơ mềm nhá. Đấy, rất nhẹ nhàng này. Xe sang mà. Tắt bật hệ thống traction control này.
sưởi thông gió, sưởi làm mát ghế có hết này. Khay để nước này, oách luôn, nhựa đẹp này, nhựa vẫn đẹp, bao nhiêu năm rồi vẫn đẹp da rẻ. Đấy, cái bệ tỳ tay này là cũng là cái vị trí mà chúng ta sẽ phải quan sát khi mà đi mua xe cũ, bởi vì chúng ta sẽ sử dụng nó khá nhiều. Thông thường ngồi lái trong phố chúng ta sẽ ngồi như thế này. Đấy. Đó, hộp khọc chứa đồ kéo lên cũng rất rộng. Nói chung là với một chiếc xe có kích thước lớn thì đương nhiên rồi, giống như việc xây một cái nhà thì chúng ta có phải vẽ rất nhiều thứ. 600 triệu, hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, bên này và đằng sau, ta có thể điều chỉnh độc lập hết thưa các bạn. Rồi, hệ thống điều khiển trên vô lăng thì cũng rất cơ bản, cruise control có. Rồi, đàm thoại rảnh tay có, các cái mốt chuyển các cái màn hình thông số ở trên này cũng có, nhưng mà giao diện nó là của thời ngày xưa. Máy tính, công nghệ về máy tính đi đến đâu thì công nghệ về ô tô tôi nghĩ rằng nó cũng đi đến đấy. Vị trí VIP nhất trên một chiếc xe chính là vị trí tôi đang ngồi đây. Các bạn sẽ thấy không gian rộng không ạ? Rất rộng. Với những chiếc xe này chúng ta sẽ được có đầy đủ tất cả, cửa gió điều hòa đấy, điều khiển hệ thống massage, điều khiển ghế, điều khiển nhiệt độ, vân vân, thậm chí điều khiển cả chính chiếc rèm này. Đó, chiếc rèm mà tôi hay gọi là rèm riêng tư, nhưng bản chất nó sẽ là dùng cho chắn nắng. Đấy, các vị trí ngăn chứa đồ da nỉ. Đấy, xe sang mà, nhựa bao nhiêu năm này vẫn đẹp. Tất nhiên là 13 năm rồi, một chiếc xe đi trên đường rồi, điều kiện mưa nắng ở bãi vân vân, tất cả những cái thứ đó thì chúng ta đều phải vệ sinh lại. Đó, sấy ghế có. Wow, một không gian rất tĩnh mịch. Cái lý do là tôi đang ngồi trong không gian của một chiếc Lexus, mặc dù nó đã 13 tuổi rồi nhưng nó vẫn rất êm. Đó là cái tiêu chí, một trong những cái tiêu chí của Lexus, nó phải yên tĩnh. Rất hay. Tất nhiên là một chiếc xe 13 tuổi nó liệt vào hàng ông bà rồi, theo tính theo tuổi đời rồi, cho nên là cái việc kiểm tra sức khỏe định kỳ rồi gì gì đấy là đương nhiên đó. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ có một cái so sánh như thế này, là cái khoang xe này, và nếu mà tôi mở ra thì cái khả năng cách âm của nó như thế nào chúng ta có thể quan sát trực tiếp được. Nhưng mà trước khi tôi mở thì anh em hãy subscribe và rung chuông giúp nhé. Sắp nhiều vậy. Mở nào. Mở. Đó. Rất ồn ào, xe máy rồi đủ thứ, nhưng mà chỉ cần đóng lại thôi. Cửa rất tiếc là cửa chưa hít. Rèm chắn nắng có không? Có. Hộc làm mát có không? Có. Đấy. Chả thiếu cái gì. Các vị trí ngăn chứa đồ, sấy ghế vân vân. Thậm chí ngay cả những chiếc tựa đầu như thế này này, đấy, đều điều khiển điện hết các bạn này. Đấy, tôi điều khiển ngay trên đây nhé. Thưa bạn, thực ra đối với một chiếc xe 13 năm tuổi, có lẽ ai đó cũng phải yêu thích lắm, mê lắm về xe, hoặc là có nhiều xe rồi, muốn thêm, muốn sưu tầm thêm những cái xe như thế này, tôi nghĩ đó là sự hợp lý. Còn cái việc mà một ai đó muốn bỏ ra một chiếc ngân sách 600 triệu luôn, mà ngay lần đầu đi mua xe thì phải mua một chiếc xe đời sau, tôi nghĩ là không. Nhưng với những ai mà đã chơi xe rồi, đã hiểu rồi, và thậm chí có rất nhiều kỹ năng để đoán bệnh, rồi là xử lý các cái tình huống đối với những chiếc xe nhiều năm tuổi như vậy, tôi nghĩ đây cũng là một cái ngân sách hợp lý. Bởi vì một chiếc xe như thế này nó có tất cả những cái công nghệ và thậm chí những chiếc xe hiện đại ngày nay, mới ngày nay còn không có. Tất nhiên nó ở các phân khúc thấp hơn. Vậy thì đó là quyết định của bạn thôi. Mỗi khi bạn quyết định thì bạn phải chịu trách nhiệm chính về cái ngân sách của bạn